Kim Tae-ri và quá khứ làm việc trong siêu thị. Kim Min-seok làm đầu bếp trước khi nổi tiếng. Trước The Handmaiden và Descendant of the Sun của Park Chan-wook, Kim Tae-ri và Kim Min-seok đã làm những công việc bình thường và Min-seok đã thể hiện kỹ năng sashimi của mình kể từ đó. Khi chúng ta nhìn thấy những diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc trên màn ảnh, họ dường như được sinh ra để trở thành ngôi sao. Vì vậy, những công việc mà họ có trước khi ra mắt có thể sẽ rất đáng ngạc nhiên. Họ từ tiếp viên hàng không đến nhân viên bán hàng siêu thị và thậm chí là đầu bếp. Có lẽ những diễn viên này đã rút ra kinh nghiệm phong phú để khắc phục chân thật vào nhân vật của họ. Kim Tae-ri, nhân viên bán hàng siêu thị. Có một điều chắc chắn rằng Kim Tae-ri là một người chăm chỉ. Trước khi ngôi sao được công nhận trên toàn cầu với vai diễn trong 25-21 và Mr. Sunshine, Kim cũng đã từng làm nhiều công việc bán thời gian để trang trải cuộc sống khi cố gắng vươn lên thành một nữ diễn viên. Kim Tae-ri đã làm việc tại các cửa hàng tiện lợi và chuỗi thức ăn nhanh và cũng là người mẫu trong các quảng cáo truyền hình và video ca nhạc theo Sompi. Trong một cuộc phỏng vấn với E! News Exclusive, cô ấy chia sẻ rằng cô ấy thậm chí còn làm nhân viên bán hàng của siêu thị bán sữa đậu nành và được tuyển dụng để làm việc tại một quán cà phê. Có vẻ như cô ấy nổi bật theo nhiều cách khi cô ấy cũng giành được vai diễn trong The Handmaiden của Park Chan-wook khi đã trải qua 1.500 buổi thử vai khác và trở nên nổi tiếng theo The Smart Local. Goh Min-si, người tổ chức đám cưới. Goh Min-si, ngôi sao trong Zoot of My Sweet Home, Love Alarm, đã có một con đường sự nghiệp khác trước khi trở thành một diễn viên. Sau khi tốt nghiệp trung học và theo học ngành thẩm mỹ, cô làm công việc tổ chức đám cưới, trò chuyện với Sport Kyung-won. Cô tiết lộ rằng mặc dù ước mơ thời thơ ấu của cô là trở thành một diễn viên, nhưng cô nghĩ một nghề thực tế hơn sẽ là tổ chức đám cưới. Sau khi đọc một bài báo về việc ngành công nghiệp cưới sẽ bùng nổ như thế nào trong tương lai, cuối cùng sau khi làm việc được 3 năm, cô ấy bỏ việc và thay đổi đam mê của mình vì cô ấy không hài lòng với sự nghiệp ban đầu của mình. Theo cuộc phỏng vấn của cô ấy với Sportkan, với quyết định này cô tiếp tục ra mắt trong web drama 72 Seconds năm 2016. Bio Jae-jin, tiếp viên hàng không. Trước khi đi theo nghiệp diễn xuất với vai diễn trong Fight for My Way và Taxi Driver, Bio Jae-jin được mệnh danh là tiếp viên hàng không trẻ tuổi nhất, làm việc tại một trong những hãng hàng không lớn nhất Hàn Quốc, Korea Air. Theo Korea Bu, năm 19 tuổi, cô đã được nhận công việc này vào giữa những năm đại học. Mặc dù vậy, với ước mơ trở thành một diễn viên, cô đã nghỉ việc sau 1.5 năm để tham gia một thử thách mới. Trong chương trình Alive Alone, cô nhìn lại quãng thời gian đó và nói, khi nghĩ đến việc làm tiếp viên trong 10 năm, tôi cảm thấy ngột ngạt. Nó khiến tôi nhận ra rằng đó không phải là tương lai mà tôi mong muốn. Kim Min-seok nấu ăn tại nhà hàng Nhật Bản. Kim Min-seok, người tiếp tục được công nhận với vai phụ trong bộ phim truyền hình Hậu Duệ Mặt Trời và Chuyện Tình Bác Sĩ, bắt đầu làm việc tại một nhà hàng Nhật Bản khi mới 17 tuổi để giúp đỡ gia đình đang gặp khó khăn của mình, theo Han Cinema. Trong chương trình Please Take Care of My Refrigerator, anh ấy nói, tôi bắt đầu giao sashimi và sau đó làm việc trong bếp. Tôi thậm chí đã chọn nghệ thuật ẩm thực làm chuyên ngành đại học của mình và có giấy phép về các món ăn Hàn Quốc, phương Tây và Nhật Bản. Tận dụng lịch sử 6 năm nấu ăn để kiếm sống, nam diễn viên đã thể hiện kỹ năng dùng dao sashimi của mình trên nhiều chương trình như Radio Star và Long Life Independence. Show YouTube, vận động viên bơi lội chuyên nghiệp. Một số diễn viên có nền tảng về thể thao, chẳng hạn như Song Jong Ki là vận động viên trượt băng tốc độ đường ngắn và Song Hye-kyo là vận động viên trượt băng nghệ thuật trong quá khứ. Show YouTube là một trong những ngôi sao như vậy, anh ấy là một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp trong 9 năm và thậm chí đã nhận được học bổng của Đại học Thể thao Quốc gia Hàn Quốc như đã đưa tin trên chương trình Rumor Has It. Trong một chương trình radio trước đây của đài MBC, Show đã đề cập rằng anh ấy bắt đầu làm người mẫu để kiếm tiền cùng với đó là cơ hội diễn xuất. Giờ đây anh đã trở thành một trong những diễn viên giàu nhất Hàn Quốc với trị giá tài sản 41 triệu đô la Mỹ.